Chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đang là chiếc Samsung Galaxy M51. Hiện tại thì chiếc smartphone này nó được bán chính hãng tại Việt Nam với mức giá rơi tầm khoảng là 9,5 triệu đồng. Vậy thì với 9,5 triệu đồng, chiếc Galaxy M51 này có gì đặc biệt? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chia tay nhanh cái sản phẩm này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói một chút về phần thiết kế của sản phẩm này. Về thiết kế thì nó có một cái form rất là quen thuộc với những sản phẩm đi từ Samsung rồi. Ở phía mặt trước đây nó có một cái màn hình có kích thước rất là lớn và sẽ có thiết kế dạng nốt ruồi. Và cái cụm camera selfie ở phía giữa ấy, thì nó sẽ có độ phân giải lên tới là 32 megapixel, một cái thông số rất là khủng. Và cái màn hình của cái chiếc Galaxy M51 này nó sẽ có kích thước lên tới là 6,7 inch. Độ phân giải là Full HD cộng và tấm nền được trang bị đó chính là Super AMOLED. Bên này nó sẽ cho màu sắc lên rất là tươi, độ tương phản rất tốt. Đặc biệt là cái độ sáng màn hình của nó khá là ok luôn. Và mình thấy là cái màu sắc lên của cái màn hình sản phẩm này nó khá là rực rỡ. Đó. Tiếp theo thì ở phía mặt sau lưng đây nó sẽ có một thiết kế rất là bóng bẩy và phần mặt lưng sau của nó cũng như phần khung viền sẽ được làm từ nhựa thôi. Vậy nên là nó sẽ cho trọng lượng khá là nhẹ. Cụm camera ở phía mặt sau lưng của nó thì được xếp ở trong một cái module hình chữ nhật và được xếp theo dạng hình chữ L này. Với thông số chính sẽ là 64 megapixel cho ống kính chính này. Ống kính thứ hai là ống kính góc siêu rộng có độ phân giải là 12 megapixel. Ống kính thứ ba là ống kính chụp ảnh macro có độ phân giải là 5 chấm. Và ống kính cuối cùng cũng có độ phân giải là 5 megapixel là ống kính đo độ sâu để chụp ảnh trên dung số phông. Và phần mặt lưng sau của sản phẩm này thì mình thực sự thấy nó khá là bẩn. Đây các bạn nhìn thấy mồ hôi và dấu vân tay bám lại lên rất là nhiều bởi vì nó được làm theo dạng bóng. Vậy nên là các bạn sẽ cần phải có thêm một ốp lưng nữa để sử dụng. Một vài chi tiết khác về phần thiết kế thì ở cạnh bên phải này nó sẽ có phím nguồn. Và cái phím nguồn này thì sẽ tích hợp luôn chúng ta một cụm cảm biến vân tay một chạm. Tiếp theo đó sẽ có một cái nút tăng giảm âm lượng. Ở cạnh bên trái thì nó sẽ có một khay SIM này. Và chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đó chính là hai SIM và một thẻ nhớ ngoài. Tiếp theo ở phía dưới cạnh đáy thì nó sẽ có cổng sạc USB Type-C, dây cắm tai nghe 3,5mm, mic đàm thoại và loa ngoài. Ở phía cạnh bên trên thì sẽ chỉ có duy nhất một cái mic phụ để thu âm mà thôi. Tổng kết lại thì về phần thiết kế mình thấy nó khá là vuông vức và rất là nam tính. Tuy nhiên có một điều đó chính là nhược điểm nó chỉ được làm từ nhựa và phần lưng sau của nó rất là bóng bẩy, rất dễ sức cũng như là bám lại mồ hôi và dấu vân tay. Tuy nhiên thì nó sẽ bù lại nó sẽ có một cái màn hình kích thước lớn lên tới là 6,7 inch. Độ phân giải là Full HD cộng này, tấm nền lại là tấm nền Super AMOLED. Vậy nên đây là một cái điểm cộng rất lớn ở trên chiếc Samsung Galaxy M51. Tiếp theo thì về phần cấu hình của sản phẩm này. Về cấu hình thì trong tầm giá 9,5 triệu đồng thì chúng ta sẽ có một con chip đó chính là Snapdragon 730 đi kèm với dung RAM lên tới là 8GB, bộ trong là 128GB, có hỗ trợ khởi cảm để nhớ ngoài. Mà có một thông số rất là khủng nữa đó chính là viên pin. Viên pin của máy có dung lượng lên tới là 7000mAh và hỗ trợ chúng ta công nghệ sạc nhanh đó chính là 25W, rất là tiện lợi. Về phần mềm thì hiện tại nó đang được chạy ở trên cái giao diện đó chính là One UI 2.1 và được tùy biến ở trên nền tảng đó chính là Android 10. Và trong tương lai thì nó vẫn sẽ được cập nhật lên những phiên bản Android mới, ví dụ Android 11 này và những phiên bản tùy biến giao diện One UI mới hơn. Đó. Và đó là cái bài chia tay nhanh của mình về chiếc Samsung Galaxy M51. Và với tầm giá khoảng 9,5 triệu đồng thì cái điểm trừ duy nhất mình thấy đó chính là thiết kế của nó không được sang trọng cho lắm, nó chỉ được làm từ nhựa. Còn lại thì về các thông số kỹ thuật của nó thì khá là ấn tượng cho tầm giá khoảng 9,5 triệu đồng. Về cấu hình, một chip Snapdragon 730 không phải là một chip yếu, nó là một chip tầm trung khá là mạnh. Cái thứ hai, RAM lên tới là 8GB này. Cái thứ ba là màn hình kích thước lớn, độ phân giải Full HD, tấm nền Super AMOLED. Cái thứ tư đặc biệt đó chính là viên pin khủng lên tới là 7000mAh, lại còn hỗ trợ chúng ta khả năng sạc nhanh với công suất lên tới là 25W. Đó. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Samsung Galaxy M51 này và với tầm giá khoảng 9,5 triệu đồng thì các bạn có chọn mua nó hay không? Xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.